Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy được cảm biến vân tay thì Samsung Galaxy A8 218 đã mặt tại di động khóa cấp.vn, nó tách biệt ra khỏi bảng main, kết nối bảng main mà sợi cáp như này. Khi cảm biến vân tay thì Samsung Galaxy A8 218 lỗi hỏng. Quý vị các bạn cần một địa chỉ thay mới, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Di động khóa cấp.vn hiện là một trong đơn vị cung cấp tất cả các linh kiện trên Samsung Galaxy A8 218. Nói chung và phần cảm biến vân tay của máy Samsung Galaxy A8 218 nói riêng, thay mới các bạn khi cần. Các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động khoa cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới với các bạn nhanh chóng, an toàn, tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, xin vui lòng liên hệ 0961234534. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.